Xin chào anh em, cảm ơn anh em đã quay trở lại với Đăng Vũ Rất nhiều anh em sử dụng laptop hay là những chiếc máy sơ phẩy đây Mà không biết tinh chỉnh màn hình sao cho nó phù hợp với cả bản thân Thì trong ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video tất tật tật Để giúp anh em thể tùy chỉnh cái màn hình Để phù hợp với công việc, phù hợp với cả tùy chỉnh cá nhân của anh em nhá Rồi bắt đầu video thôi Để có thể chỉnh được cái màn hình ấy video ngày hôm nay thì mình hướng dẫn ở trên Windows 11 nhá ở các Windows 10 hoặc Windows 8 đổ về trước thì cũng gần tương tự thôi. Bây giờ chúng ta hãy vào setting này, sau đó chuyển đến phần symptom này, rồi sau đó di đến phần display đây. ở phần display ở đây thì nó sẽ quản lý toàn bộ tất cả những gì tinh chỉnh về cái màn hình này. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về tính năng đó là scale. scale đây, nếu mà anh em đang sử dụng một cái màn hình bé hoặc là mắt của anh em cần để tinh chỉnh làm sao cho những cái icon hoặc là text nó nhìn rõ hơn thì đây đây là phần để anh em chỉnh nó là scale đây thì nó đang để mặc định là 200 phần trăm nếu mà anh em muốn nó nhiều hơn hiển thị to hơn thì anh em có thể tăng lên 225 250 phần trăm hoặc là 300 phần trăm nhá à, thêm nữa anh em có thể can thiệp sâu hơn đó chính là ấn vào phần mũi tên ở ngay bên cạnh chữ nút scale đây ở đây thì chúng ta có thể uh, custom riêng cái scale không cần phải 300%, trăm phần trăm thậm chí 500% phần trăm anh em cũng có thể làm được nếu mà mắt của anh em kém thật sự như ví dụ dưới thì anh em có thể tinh chỉnh được cái text size uh, anh em muốn cái uh, text của anh em cái chữ của anh em nó to như thế nào hoặc là nó hiển thị như thế nào cho phù hợp với mắt mình thì anh em có thể tinh chỉnh ngay ở đây ok cái thứ nhất đó là scale mình đã chia sẻ với anh em rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với sự tùy chỉnh thứ hai của cái màn hình đó chính là cái độ sáng màn hình nghe có vẻ dễ dàng đúng không tuy nhiên như anh em biết đấy laptop cái phần tinh chỉnh độ sáng nó không thông minh như ở điện thoại anh em ạ nhiều lúc nhiều khách hàng phản ánh với mình rằng đang sử dụng chiếc máy Surface Pro cũng rất là xịn nhưng mà ví dụ nha môi trường mà ánh sáng nó không được tốt cho lắm này, nó đập loài các thứ thì màn hình nó cứ tăng giảm độ sáng liên tục rất là khó chịu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em tắt cái phần uh, auto sáng tối nhá. Vẫn ở trong phần display anh nhìn thấy dòng đầu tiên không? Đó, dòng uh, brightness list đây là độ sáng. Anh em uh, click vào cái mũi tên trỏ xuống, anh em sẽ nhìn thấy phần đây là phần uh, change uh, change brightness automatic ở đây. Thì anh em ấn vào đây tắt đi. Đấy. Ngay lập tức uh, máy của anh em nó sẽ không auto sáng tối nữa. Và khi anh em muốn bật lại thì anh em chỉ cần bật ngay ở đây thôi, rất là đơn giản click click lại là xong nha à, nhưng mà cá nhân mình thấy thôi mình cứ tắt cái tăng giảm độ sáng đi khi nào muốn tăng giảm độ sáng thì rất là dễ dàng rồi con trâu plan con cho center ở đây anh em kéo vuốt là xong hoặc là trên màn thấy màn phím anh em bấm nút tăng giảm độ sáng ngay đây việc gì thì phải phức tạp đúng không ok bây giờ chúng ta sẽ đến với cả tùy chỉnh thứ ba của màn hình đó chính là chế độ night light để giúp anh em có thể có một cái màn hình dịu mắt hơn khi làm việc vào ban đêm hoặc là thậm chí anh em làm việc vào ban ngày nhưng mà muốn cho mắt của anh em nó thoải mái không bị mỏi thì có thể xem cái tính năng này nhá chế độ này like đang tắt bây giờ mình bấm on lên Đấy, anh em sẽ nhìn thấy cái màn hình của chúng ta lập tức nó vàng đúng không nhưng mà, mà anh em lại thấy nó vàng quá hoặc là anh em cần nó vàng hơn thì sao anh em lại ấn vào mũi tên giúp mình ở đây Đấy, có phần Strength trang này thì anh em giúp mình à, kéo lên cao như thế này Đấy, thì nó sẽ vàng hơn và nó gắt hơn nếu anh em nào thấy khó chịu thì anh em thể giảm xuống thì nó sẽ tùy chỉnh phù hợp với anh em hơn ở phần dưới thì phần hẹn giờ thôi anh em muốn chế độ nightline này nó từ thời gian nào đến thời gian nào thì có thể tùy chỉnh theo ý của anh em ok bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái tip cuối cùng đó chính là làm thế nào để chúng ta có thể tùy chỉnh cái tần số quét màn hình ở đây thì chiếc Surface facebook tám của mình có sẵn tần số quét từ 60 đến 120hz nhưng mà 120hz nó tốn pin quá bây giờ anh em muốn pin anh em tốt hơn hoặc là 120hz nó không giúp ích được nhiều cho anh em, anh em lắm thì em có thể tùy chỉnh trong này anh em kéo xuống dưới thì phần Advanced Display thì anh em ấn vào đây ở đây thì ngay phần chọn tần số quét này anh em ấn vào đây giúp mình 120hz ấn xuống 60hz giúp mình ok sau đó ấn vào app uh, Keep trang ngay lập tức thì cái màn hình của anh em nó sẽ chỉ hoạt động ở 60 hạt thôi nó sẽ giúp anh em tiết kiệm pin hơn này và nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều với những cái tác vụ hàng ngày của anh em đâu đây là một cái video cơ bản của mình về những cái tùy chỉnh uh, display để anh em có thể khai thác cái màn hình của anh em tốt hơn nếu anh em thấy video hay và hữu ích thì đừng tiếc một like và đăng ký để ủng hộ mình nhá bye, bye.